Đám cưới, đám cưới, em là cô dâu. Đám cưới, chú rể là ai? Và sau ngày mình sẽ là một gia đình, là cha mẹ tuyệt vời của những bé tươi xinh. Hạnh phúc, ta cùng nâng ly. Cầu chúc trên con đường đi. Ngập tràn tình yêu, mình chia sát bao vui buồn. Ta bên nhau tới đầu bạc răng long. Ngày cưới hạnh phúc. Ngồi viết thiệp cưới mà em như mơ. Ngồi ngắm anh cưới lòng em vui thẫn thờ. Sau bao nhiêu tháng năm đợi chờ, giờ em rạng rỡ vây cưới cô dâu. Nụ cười mẹ cha nao nức trẻ thơ. Bạn bè chúc phúc lòng anh bao bất ngờ. Anh hạnh phúc như chưa bao giờ. Nguyện bên em xây ngôi nhà ước mơ. Đám cưới, em là cô dâu. Đám cưới, chú rể là ai? Và sau hôm nay mình sẽ là một gia đình, là cha mẹ tuyệt vời của những bé tươi xinh. Hạnh phúc, ta cùng nâng ly. Cầu chúc trên con đường đi. Ngập tràn tình yêu, mình chia sớt bao vui buồn. Ta bên nhau tới đầu bạc răng long. Ngày cưới hạnh phúc. Cha mẹ tuyệt vời của những bé tươi xinh. Hạnh phúc ta cùng nâng ly. Cầu chúc trên con đường đi. Ngập tràn tình yêu, mình chia sớt bao vui buồn. Ta bên nhau tới đầu bạc răng long. Ngày cưới hạnh phúc. Inside my heart, I'm all alone. The rooms are getting smaller. I wonder how, I wonder why, I wonder where they are. The days we had, the songs we sang together. Oh yeah. And all my life, I'm holding on forever. Reaching for a love that seems so far. So I say a little prayer and hope my dreams will take me there, where the skies are blue, to see you once again, my love. Overseas from coast to coast, I love the most, where the fields are green, to see you
talking with my friends, but I can't stop to keep myself from thinking. Oh no, I wonder how, I wonder why, I wonder where they are. The days we had, the songs we sang together.
Tết nay anh không thèm kéo mứt vì đã có môi em thơm ngọt tựa sen hồng. Tết nay anh không thèm đi chơi xin nghe hay nhạc hội Đà Lạt hay Vũng Tàu vì đã có em đem lại mong đợi tô thêm vào lòng người tráng chứa mọi nguồn vui. Tết nay anh không thèm đốt pháo vì tiếng cười em rộn rã lòng anh rồi. Tết này anh không thèm chơi đánh bài vì trong vòng tay anh đã có em như ngọc ngà. Tết này anh cũng chẳng chơi hoa vì môi em cười như chứa cả vườn xuân. Tết nay anh không thèm kéo mứt vì đã có môi em thơm ngọt tựa sen hồng. Tết nay anh không thèm đi chơi xin nghe hay nhạc hội Đà Lạt hay Vũng Tàu vì đã có em đem lại mong đợi tô thêm vào lòng người chán chứa mọi nguồn vui. Tết nay anh không thèm đốt pháo vì tiếng cười em rộn rã lòng anh rồi. Tết này anh không thèm chơi đánh bài vì trong vòng tay anh đã có em như ngọc ngà. Tết này anh cũng chẳng chơi hoa vì môi em cười như chứa cả vườn xuân. Anh không thèm kéo mứt vì đã có môi em thơm ngọt tựa sen hồng. Tết nay anh không thèm đi chơi xin nghe hay nhạc hội Đà Lạt hay Vũng Tàu vì đã có em đem lại mộng đời tô thêm vào lòng người chán chứa mọi nguồn vui. Tết nay anh không thèm đốt pháo vì tiếng cười em rộn rã lòng anh rồi. Tết này anh không thèm chơi đánh bài vì trong vòng tay anh đã có em như ngọc ngà. Tết này anh cũng chẳng chơi hoa vì môi em cười như chứa cả vườn xuân. Tết này anh cũng chẳng chơi hoa vì môi em cười như chứa cả vườn xuân. Chim câu thấy chung suốt đời.
thật tuyệt vời, mừng đôi uy ương đang bước trên con đường. Của cô dâu Hoàng Ngọc sánh duyên cùng chú rể Minh Hoàng trong ngày vui hôm nay. Lời nói đầu tiên cho phép chúng tôi xin được thay mặt cho trung tâm hiến tiền của hội nghị Đông Phương, gia đình hai bên cùng cô dâu và chú rể xin được gửi đến tất cả quý vị khách quý lời kính chúc sức khỏe, lời chào mừng nồng nhiệt. Và nhân dịp năm mới xin được kính chúc tất cả quý vị năm mới an khang thịnh vượng, tấn tài tấn lộc tấn bình an, vui niềm hạnh phúc lớn nhất mà tạo hóa nó ban tặng cho cuộc sống mỗi con người chúng ta. Trải qua một thời gian quen biết, tìm hiểu rồi yêu nhau say đắm, thì ngày hôm nay cô dâu Hoàng Ngọc và chú rể Minh Hoàng đã tìm được hạnh phúc của riêng mình. Trung tâm hiến tiền của hội nghị Đông Phương chúng tôi rất vui mừng và vinh dự khi được đại diện để tổ chức lễ vu quy mừng hạnh phúc cho cô dâu và chú rể. Và giây phút trọng đại nhất đã đến. Xin được kính mời tất cả quý vị cùng hướng mắt về sân khấu chúng tôi và cùng dành những tràng pháo tay nồng nhiệt nhất để chương trình lễ vu quy xin phép được bắt đầu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Và giờ đây chúng tôi xin được kính mời toàn thể quý vị hãy dành những tràng pháo tay nồng nhiệt nhất để chào mừng đại diện họ nhà gái của chúng tôi, bà Trần Hoàng Hạnh là mẹ của cô dâu và ông Đinh Viết Liệt là bác của cô dâu đại diện họ nhà gái. Về phía đại diện họ nhà trai, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ông Vũ Văn Hoàng và bà Hoàng Thị Thanh Lịch là song thân của chú rể. Thưa quý vị, trên sân khấu giờ là sự hiện diện đông đủ của đại diện hai bên gia đình cùng cô dâu và chú rể. Cho phép đại gia đình hạnh phúc của chúng tôi xin được gửi đến toàn thể quý vị lời chào trân trọng nhất, quý báu của mình để đến chung vui và chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu và chú rể. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời vị đại diện ông Đinh Mạnh Tâm lên sân khấu có đôi lời phát biểu. Xin được trân trọng kính mời một cháu tay nồng nhiệt chào mừng vị đại diện của chúng tôi, thưa quý vị.
không chỉ các bạn và toàn thể các vị khách quý. Tôi được ủy nhiệm của hai gia đình với toàn thể các vị khách quý. Kính thưa các vị, lời đầu tiên cho phép tôi được gửi tới tất cả các vị trong hội hôm một lời cảm. Kính thưa các cụ, kính thưa các vị khách quý, các cụ nhà ta ngày xưa có câu: công cha núi Thái Sơn, nghĩa mẹ núi nhất trong nguồn chảy ra. Lời nói đó, lời dạy đó của các cụ đến ngày hôm nay nó vẫn còn nguyên giá trị của nó. Thật vậy, công lao của bố mẹ sinh thành ra con lớn lắm, biển rộng núi cao so sánh cũng còn chưa hết. Cả một cuộc đời sinh con ra, nuôi con, dạy con lên người đã là vất vả rồi, cân cò nuôi con để đứa con trưởng thành, điều đó là cái điều mà nhiệm vụ của người cha người mẹ nói chung đều phải có cái trách nhiệm đó. Thế nhưng mà với một cái lo lắng lớn nhất và nặng nề nhất là sau khi con được trưởng thành mà lo đến được về gia thất cho con, cái điều đó vẫn là cái điều mà lo lắng nhất và cũng là hạnh phúc nhất. Thì là một người cha người mẹ nào cũng sung sướng phấn khởi và hạnh phúc nhất. Hôm nay ngày vui ấy của hai bố mẹ bên cháu Ngọc và cháu Hải là một cái ngày mà sung sướng nhất. Vất vả đã bơi đi, hạnh phúc đã tràn đầy, rất hân hạnh cho hai gia đình được đón tiếp tất cả các cụ, các ông, các bà và toàn thể các vị khách quý đến chung vui, dự tiệc, làm lễ thành hôn và cung đi cho hai cháu. Điều này gia đình chúng tôi rất là hân hạnh. Tôi được thay mặt gia đình xin chân thành cảm ơn tấm lòng vàng ngọc của tất cả các cô, các ông, các bà và các vị khách quý. Tôi thay mặt gia đình xin kính mời tất cả các cô, các ông, các bà hãy dâng ly chung vui với gia đình chúng tôi và mừng hạnh phúc cho hai cháu. Một lần nữa, chúng tôi thay mặt cho hai gia đình xin kính chúc tất cả các cụ, các ông, các bà và các vị khách quý sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc. Xin cảm ơn. Xin được cảm ơn đại diện nhà hàng Đất Trường. Và tiếp theo, xin được kính mời cô dâu và chú rể cùng tiến tới cao đẹp rằng kể từ ngày trong suốt thời gian vợ chồng của mình. If I see you next to never, whatever you do, I will. Tiếp theo xin được kính mời cô dâu và sau những bước rất rộng, giờ đây cô dâu và chú rể sẽ cùng tiến chân đại diện hai bên gia đình đi điều hiếu thảo. Chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu và chú rể. Xin mời quý vị, 1, 2.
để tiếp tục tiếp đón toàn thể quý vị khách quý xin được trân trọng xin mời. Kính thưa quý vị và các quý vị, ngày hôm nay hai bên gia đình của chúng ta đã đón nhận thêm được một thành viên mới. Chúng tôi xin được cầu chúc cho hai bên gia đình có được dâu hiền rể thảo. Xin được kính chúc cho cô dâu chú rể được trăm năm hạnh phúc. Và giờ đây xin được kính mời toàn thể quý vị cùng đến với ẩm thực khai vị của trung tâm yến tiệc và hội nghị Đông Phương. Nhân viên trung tâm yến tiệc và hội nghị Đông Phương xin được hân hạnh phục vụ và kính chào quý khách. Kính thưa quý vị, nghi thức lễ vu quy mừng hạnh phúc của cô dâu Hoàng Ngọc sánh duyên cùng chú rể Minh Hoàng đến đây xin phép được khép lại. Giờ đây xin được kính mời cô dâu và chú rể trở về với vòng tay yêu thương của toàn thể quý vị quan khách, xin được trân trọng kính mời. Thay mặt cho trung tâm yến tiệc và hội nghị Đông Phương, xin được kính chúc toàn thể quý vị một buổi tiệc thật vui tươi và ngon miệng. Xin được trân trọng cảm ơn. Nhạc sập sình nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trao con đầy đà. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cau với trầu. Sập sình nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trao con đầy đàn. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cau với trầu. Nhạc sập sình nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trao con đầy đàn. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cau với trầu. Vẫn bên nhau như cau với trầu.
đám cưới rộn ràng, nhà ai à rộn ràng. Mâm trầu mâm bánh, kết duyên là duyên vợ chồng, ý à là duyên vợ chồng. Từng bừng pháo cưới kết hoa, muôn màu muôn sắc quá là vui. Đám cưới rộn ràng, nhà ai à rộn ràng. Quán bà quán bá, quán viên ngân ly mà chúc mừng. Chúc cho hai người hạnh phúc đến trăm năm, con cháu sum vầy đầy ắp tiếng cười vang. Từ lâu anh đã ước ao, ước cho chúng mình sớm chiều bên nhau. Thương em anh có miếng trầu cây, mong em giữ lấy nỗi giấy tờ hồng. Giấy tờ hồng anh thương anh nỗi, giấy tờ hồng sẽ mối đường duyên. Cô dâu xinh quá là xinh, bên chú dê hiền thấy mà xứng đôi. Đẹp trai ăn nói lại hay, em đây xin giữ lấy ngay miếng trầu. Hôm nay em khoác áo hồng, đàn trai đàn gái chung vui chúc mừng. Đám cưới rộn ràng, nhà ai à rộn ràng. Mâm trầu mâm bánh, kết duyên là duyên vợ chồng, ý à là duyên vợ chồng. Từng bừng pháo cưới kết hoa, muôn màu muôn sắc quá là vui. Đám cưới rộn ràng, nhà ai à rộn ràng. Quán bà quán bá, quán viên ngân ly mà chúc mừng. Chúc cho hai người hạnh phúc đến trăm năm, con cháu sum vầy đầy ắp tiếng cười vang. Từ lâu anh đã ước ao, ước cho chúng mình sớm chiều bên nhau. Thương em anh có miếng trầu cây, mong em giữ lấy nỗi giấy tờ hồng. Giấy tờ hồng anh thương anh nỗi, giấy tờ hồng sẽ mối đường duyên. Cô dâu xinh quá là xinh, bên chú dê hiền thấy mà xứng đôi. Đẹp trai ăn nói lại hay, em đây xin giữ lấy ngay miếng trầu. Hôm nay em khoác áo hồng, đàn trai đàn gái chung vui chúc mừng. Chúc phúc đến cho vợ chồng, chúc phúc đến cho vợ chồng, chúc phúc đến cho vợ chồng. Rộn ràng hạnh phúc đang tràn dâng, nồng nao lâng lâng sao xuyến đến ngập lòng. Ngày đám cưới đưa tình ta lên ngôi cao thắm, trầu xanh đẹp duyên đôi lứa. Rộn ràng kiều rước dâu về dinh, ngân vang xa xa câu hát thắm đường tình. Tình kết tái
trôi sẵn non thơ, kỷ niệm xưa thật rồi như ta ước mơ. Nhớ không em trò chơi đám cưới ngày xưa, bóc cô dâu ta su cát bóng mười giờ, bên chú rể lên trần che lòng vàng lá chuối, xây tổ ấm nguy nương mơ ước ngày nên đôi. Mỗi tờ duyên từ nay gắn bó trao cao, đến trăm năm thủy chung sắc son bạc đầu, gian khó vẫn không sờn ta một lòng bên nhau, tình ta vẫn mãi xanh nồng nàn đậm sâu. Rộn ràng hạnh phúc đang tràn dâng, nồng nao lâng lâng sao xuyến đến ngập lòng. Ngày đám cưới đưa tình ta lên ngôi cao thắm cầu xanh đẹp duyên đôi lứa. Rộn ràng kiều rước dâu về dinh, ngân gian xa xa câu hát thăm đường tình. Tình kết trái đâm chồi xanh non thơ, kỷ niệm xưa thật rồi như ta ước mơ. Nhớ không em trò chơi đám cưới ngày xưa, tóc cô dâu ta xuống cát bóng mười giờ, bên chú rể lưng trần che lòng vàng lá chuối, xây tổ ấm uyên ương mơ ước ngày nên đôi. Mỗi tờ gian khó vẫn không sờn ta một lòng bên nhau, tình ta vẫn mãi xanh nồng nàn đậm sâu. Nhớ không em trò chơi đám cưới ngày xưa, tóc cô dâu thả xuống kết bông mười giờ, bên chú rể lưng trần che lòng vàng lá chuối, xây tổ ấm quy ngương mơ ước ngày nên đôi. Mỗi tờ duyên từ nay gắn bó sắc son bạc đầu, gian khó vẫn không sờn ta một lòng bên nhau, tình ta vẫn mãi xanh nồng nàn đậm sâu. Gian khó vẫn không sờn ta một lòng bên nhau, tình ta vẫn mãi nồng nàn đậm sâu. Hãy
dân ca. Người ở đừng về, câu dân ca ngày xưa em hát để nhớ thương anh phải đi. Gái trai sánh vai vui thanh bình vẫn trên bờ kinh dòng ai hát con sao sang sớm rồi sao sổ đây cái lễ giờ là chúng ta sẽ vô tận đầy đủ. Bây giờ xin mời tất cả quan viên hai họ là như thế này. Ngày hôm nay các cụ đã có một cái bài hát đã có nói tình yêu bắt nguồn từ đôi mắt. Ngày hôm nay bắt nguồn từ ngày hôm qua. Qua cái sự qua đồng ý của hai họ và qua sự tìm hiểu của hai cháu, ngày đẹp đã đến, giờ hạnh phúc đã tới. Hôm nay đối với các cụ nên họ nhà giai giữ nguyên bản sắc của dân tộc, gọi là có cái lễ đến trước tiên là ra mắt gia tiên, sau đó là ra mắt hai họ để công nhận rằng là rể thằng và dâu hiền của hai gia đình. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu vị đại diện cho họ nhà giai lên phát biểu ý kiến và có lời và giới thiệu lễ nghi lễ của gia đình. Xin giới thiệu và đề nghị với các vị ở cái ban phim ảnh rồi thực hiện chương trình thì các vị sẽ chỉ dẫn và đồng thời để thực hiện với cái thủ tục và cái giai đoạn của, trong cái lúc mà làm lễ để các để làm như thế nào là các bác phải hướng dẫn nhé. Để cái chỗ của hai họ đã, tôi xin được đại diện cho họ nhà trai đến đây trước là có hai video để ra mắt bên họ nhà trai cũng như là anh trưởng tộc họ nhà gái để tôi sẽ xin một cái lễ tiếp tục là phần sau. Rồi xin mời anh. Vâng, xin phép phụ và xin phép tất cả hai họ chúng tôi được đại diện và uống một ly rượu chúc mừng hạnh phúc của hai cháu. Trùng quá, chúng ta được thống nhất để chuẩn bị, chúng ta có những thành viên mới trong gia đình. Thì lời đầu tiên tôi xin được phép xin trình với họ nhà gái cho chú rể được lên đèn trước bàn thờ gia tiên. Thank you.
hôm nay anh đã ở đây bước bên cạnh em, cầm tay em giữa lời hát vang mừng ta hạnh phúc. Lòng vui lắm em biết không em, hôm nay anh đã là chú rể, được yêu em và được em yêu còn gì vui bằng. Nhiều năm qua anh đã ước ao có ai kề bên, cùng chia nhau ngọt bùi đắng cay buồn vui cuộc sống. Và em đến như nắng lung linh, em đã cho tim anh rung động, em xua tan những ngày buồn chán cô đơn của anh. Ngày hôm nay anh là chú rể sẽ đeo cho em chiếc nhẫn chân thành, ước mong rằng hai chúng ta không thể xa cách. Hãy cho anh những ngày hạnh phúc và những đứa nhóc bé à nói cười dưới ngôi nhà nhỏ xinh của hai chúng ta. Ngày hôm nay anh là chú rể khẽ hôn đôi môi ấm áp em cười giữa bao người đang chúc cho ta ngày hạnh phúc. Cảm ơn em đã là cô dâu và cảm ơn em vẫn luôn bên cạnh, cầm tay anh đi chung đến cuối cuộc đời. Chia nhau ngọt bùi đắng cay buồn vui cuộc sống đã gọi là xong. Rồi sau đây là tới phần chúng tôi sẽ trình tới phẩm bệnh và cũng là tiền. Trong cái ngày hôm nay thì ở bên nhà đàn trai chúng tôi thống nhất qua bên nhà gái một cây vàng, tôi xin mời anh đứng dậy coi nhận. Mở ra anh vào nhà cho vào cái đĩa ấy. Thấy Hoàng ơi em mở cho. Thank you.
ngón tay ươm tình đắm say, ngón trước tiên em trao cho tình nhân, ngón tiếp theo là ngón tay mơ mộng, ngón tay vẽ hồng giấc mơ. Mười ngón tay tô hồng nét môi, ngón kế bên ru ta trong tình đôi, ngón dấu yêu dệt tiếng tơ êm đềm, ngón tay vẽ tình yêu đời. Ôi ngón nào xinh xinh, ai vừa đeo nhẫn kia, sẽ kết tình đôi nữ thắm tô mùa xuân ấm nồng. Đời ta giờ đây như bài ca, rộn ràng ngàn lời tình yêu nồng say, đàn chim nào nghiêng cánh bay chúc cho từng ngón tay đan vào ngón tay, những ngón tay yêu thương không rời xa, những ngón tay dệt giấc mơ cho đời, ngón tay vẽ trời tươi hơn. Mười ngón tay ươm tình đắm say, ngón trước tiên em. Thế, bây giờ đến phần như vậy là quà tặng cháu dâu và cháu rể. Thế xin mời tất cả cụ và tất cả các bà các cô lên có tí giận trao cho các cháu. Thì bây giờ chúng tôi xin tôi giải giới thiệu cụ. Giới thiệu đây là mẹ của cháu có quà để làm kỷ niệm cho cháu. Thank you.
Đây là cô Tiếp và cũng là cô Út của cháu Ngọc. Có một tí bạn làm quà cho cháu. Cái giận lắm. Để làm vốn. Cứ độ khoảng 10 cây mà cắt hàng là lên đấy. Quà ra. Đấy. Ừ. Các cháu có rồi. Đây là con cô Cả. Mà hiện bây giờ thì cô ấy ở Mỹ rồi. Cô sang Mỹ rồi. Hôm nay gọi là ngày vui của em. Cho nên là cũng có một tí thi để mừng hạnh phúc cho em. Đây là cháu, tức là chị của cháu dâu, là con cô Bác. Cô đấy. Con cô Bác tức là con cô này. Cũng có gọi là tí quà để giúp vốn cho em. Từ Bác này về đây Bác này. Một cái góc nhiều mà mừng lắm. Khoan đúng không ạ? Ta mới xin các ông, các bà và các... Bây giờ ta gọi với nhau là hai họ. Và hai quan viên của hai họ. Được rồi, có phải không ạ? Tất cả các thủ tục chúng ta đã làm xong. Đã hoàn thành với cái nhiệm vụ tổ chức ngày lễ, ngày vui cho các cháu. Và đối với chúng tôi là xin giao lại con cháu của chúng tôi cho các cụ để ra, để làm sao về thực hiện được là dâu hiền của gia đình. Thế trước khi cháu về làm dâu của hai gia đình, tôi đại diện cho mẹ cháu và tất cả gia đình nhà tôi là cũng có một vài ý kiến thưa chuyện với trên các cụ quan viên hai họ. Báo cáo với các cụ là như thế này. Tôi thì nói cho nó đúng hơn, ta nghĩa kiểu ngược cũng được, hiểu xuôi cũng được. Ngày xưa có cái câu cười như anh quá không khi, khóc như cô gái được đi lấy chồng. Ở đây cái câu này ta hiểu ngược cũng được, mà ta hiểu xuôi cũng được. Hôm nay là một cái ngày đẹp nhất, một cái ngày hạnh phúc nhất của hai gia đình, tổ chức hạnh phúc cho các cháu. Còn tại sao lại khóc như cô gái được đi lấy chồng? Ta hiểu xuôi của nó thì đúng như vậy. Vui lắm, sướng lắm, hạnh phúc lắm cũng khóc. Có phải không ạ? Bây giờ cháu bước chân về nhà chồng là một bước ngoặt của cháu, và đồng thời cũng là cái vui sướng nhất, mà cũng đồng thời là khoác cho cháu một cái trách nhiệm nhất. Đối với gia đình chúng tôi giao cháu về, đối với các cụ, các ông, các bà đã quý chúng tôi và thương đến cháu, thì tôi mong rằng là thôi phải dạy nhiều. Đối với hai cháu, đối với cháu rể thì làm sao thôi thì dạy vợ từ lúc bơ vơ mới về. Muốn cho hai gia đình được hạnh phúc như hôm nay, được đẹp như hôm nay, được vui như hôm nay, thì mong rằng các cụ sẽ dạy cháu đến nơi đến chốn, và đồng thời tiếp thu được đối với hoàn cảnh, đối với gia phong của gia đình các cụ, để làm sao cháu nó xứng đáng là dâu hiền của hai gia đình. Đấy là cái điều mà chúng tôi mong mỏi nhất, mà cũng muốn rằng làm sao cho hai gia đình hôm nay cũng như ngày mai để vui vẻ và xây dựng hạnh phúc cho các cháu. Xin phép các cụ được nói với hai cháu. Bây giờ các cháu đã tìm được cái bề vai của cuộc đời mình, có phải không ạ? Đã chỗ dựa của vợ chồng mình. Thì các cụ ngày xưa đã có câu này: vì chàng mà thiếp phải hưng mông. Cứ như mình thiếp thì bốc ngầm cũng nó. Đã là người vợ thì phải lo cho chồng. Đã là người vợ phải lý hết cái trách nhiệm của mình đối với chồng. Thế còn đối với cháu, cháu xa thì ta nói là cháu rể là như thế này. Thôi thì cái gì? Dạy con thì tuổi còn thơ, dạy vợ từ lúc vơ vơ mới về. Để vợ con được xứng đáng làm dâu hiền của gia đình thì con là trách nhiệm phải dạy vợ và đưa vợ vào quý ạ, và để làm sao cho sớm phù hợp với cái hoàn cảnh của gia đình, có phải không ạ? Với hoàn cảnh của gia đình thì lúc đó vợ sẽ xứng đáng là dâu hiền của gia đình con nhé. Đấy, con phải nhớ cái điều đó. Cho nên là thôi
thì đối với làm trai thì phải là một cái bờ vực, là một cái vai dựa vững chắc của vợ trong cuộc đời của mình. Thì đấy, còn bác thì có thay mặt cụ, thay mặt gia đình được xin phép đối với quan viên họ nhà Giai được phát biểu với cháu là như thế. Bây giờ cháu đã xứng đáng rồi, cháu đã tìm hiểu rồi, cháu đã tìm được bờ vai để dựa vào nhau để xây dựng cuộc đời rồi. Thì mong rằng các cháu phải giữ lấy. Tất nhiên đối với các cụ đã có cái câu là gì, phi ngang trái thì bất thành phu phụ. Không có cãi nhau không phải là chồng, không phải là vợ chồng. Có phải không, là lúc yêu thì nói tha thiết, nói nọ nói kia, có các cái sự giấu, nhưng mà đã là vợ chồng thì phải có cái sự đấu tranh. Nhưng đấu tranh ở đây đấu tranh để con, chứ đừng đấu tranh để mất. Con quan hiểu ý, ý của bác nói đấy. Thế đây là thì thôi, thì trước khi về làm dâu, thì trước khi mà nhận vợ con về làm vợ thì các con phải nghĩ được cái điều đó. Thế xin phép các cụ cho tôi được phép nói với các cháu những cái điều như thế. Bởi vì nói thật ra khi ta ở thì đất là nơi đất ở, khi ta đi đất cũng hóa trong hồn. Có phải không ạ? Các cháu ở nhà là con cháu chúng tôi, có chửi có mắng có nọ có kia, nhưng khi cháu đi thì đối với tâm tâm của chúng tôi không phải là không còn trách nhiệm, mà còn trách nhiệm, nhưng cũng có một cái sự hồi hộp, có cái sự liên tiếp mà nó trở thành tâm hồn của chúng tôi. Thì báo cáo với các cụ như thế thôi. Thì bây giờ tôi cũng xin phép được thay cụ tôi và thím nó và toàn thể gia đình xin bạn phép được phát biểu nói với các cụ và với các cháu những cái điều mà trước khi cháu bước chân về nhà chồng. Còn đối với mong muốn chúng tôi thì ta thương nhau thì đắc biếu mọi vẻ, 100 thương đến cháu và quý đến chúng tôi. Và hôm nay chúng ta đều làm tốt với cái trách nhiệm của làm cha làm mẹ của hai gia đình, và gia đình chúng tôi một lần nữa xin cảm ơn. Vỗ tay. Tôi có được xin đại diện cho họ nhà trai xin tiếp thu những cái lời nhắn nhủ dành cho cháu trước khi về nhà trai chúng tôi. Chúng tôi đã thêm thành viên mới, chúng tôi phải có một cái trách nhiệm. Dù bây giờ anh cũng ở cấm thì chúng tôi cũng phải có một cái trách nhiệm, tức là đó là cái điều thiêng liêng. Vì ở bên chúng tôi thì nó có một cái câu nói như vậy, sự gì Thiên Chúa đã kết hợp thì loài người không được phân ly. Thì câu này là một câu tôi gom lại rất tất cả những cái lời gì anh đã nói hồi nãy, hoàn hảo hơn như lời anh đã gửi gắm. Và chúng tôi xin được hết, trước khi hết lời tôi xin được phép góp miếng rượu để thịnh họ nhà gái cũng như là rước cô dâu đi về để là không được dự lễ cưới ở tại nhà thờ. Vâng, tôi xin thay mặt cho gia đình một lần nữa cảm ơn tất cả các cụ, các ông, các bà, và chúc các cụ, các ông, các bà hạnh phúc, mọi sự được như ý và xây đắp hạnh phúc cho các cháu. Cảm ơn thầy nhé. Lập lòe đom đóm hoa đăng rước dâu em đi vào làng. Em theo anh đi về, về quê hương ta sống. Em theo anh đi về, tình quê hương mặn nồng. Đồng xanh như gái chưa con, lúa nhung xôn xao chào đón. Bầy chim nghệ sĩ khoe khoang, thấy em đua nhau hòa đàn. Tình ta như sóng du con thuyền tình. Em thấy không em,
tuyệt vời. Nước mắt hoa thơm, ôi nước mắt hoa thơm, đưa tình ta đi tới giấc mơ tuyệt vời. Che mắt đôi ta có con chim sâu chỉ lối, vườn cau thơm ngát hương hoa hơi, em theo anh vào nhà. Con đường
trắng trinh, nguyên một căn nhà bé xinh xinh, một khu vườn tình. Em là dâu ngày cưới, còn anh là chú rể, mời em đi theo anh, em đi theo anh, em theo anh về. Em là mây mười hướng, còn anh là trăng là bướm. Anh đi nơi đâu, anh đi nơi đâu, là em ở đó. Nơi nào yên mình tới và nơi nào thơ mộng nhất, anh đưa em đi, anh đưa em đi, anh đưa em về. Xin con bay về núi thì ta tìm nơi hạnh phúc. Em đi theo anh, em theo anh về làm sao nhà ơi. Em theo anh về cùng đi trên khắp quê hương, xem quê ta nằm mộng mơ trong nắng trong sương. Về đây để thấy quê hương mình đang rộng lớn thanh thang, dọc ngàn một cõi mênh mang cùng trên mọi làng. Thương cho con tàu cùng giống như kiếp xuân ga, sinh ra trong đời làm thân đưa khách đi xa. Tàu đi tàu bỏ sân ga, tàu đi tàu vẫn đi xa, tàu đi tàu đến quê ta để ta về nhà. Em ơi mau lên tàu, ta cùng nhau về quê hương muôn màu, nơi đó chỉ là bão hoa, nơi anh đã từng sinh ra. Đô thành đông đúc sông không quen, đưa nhau về quê sông chợ yên, mặt người ta kêu là hai lúa, nhưng anh vẫn cứ thích lúa. Chuyện hôn nhân ấy bao thứ mà lo, chuyện hôn nhân ấy ai cũng mong chờ. Ý à duyên nợ tình yêu nhân thế, ý à duyên nợ kết tóc xe tờ. Rằng nhà trai tính tới tính lui, bên kia nhà gái tính ngược tính xuôi, nhưng cả hai chung lòng gã vợ lấy chồng xanh duyên ia trầu cau. Tình tang tang tình tang tình tình, tình tang tang tình tang tình tang, tình tang tang tình tang tình tình tang tình tang. Nhà kia đám cưới, đám cưới thật vui, làng trên xóm dưới ra xem đông người. Ý à dâu rể vừa đôi xứng lứa, ý à hai họ kết nối thông gia. Vợ chồng son mới cưới sang này, cô dâu hạnh gái chú rể phúc trai, xin chúc cho hai người mến vợ thương chồng sống vui à bên lâu. Tình ta ta tình ta tình tình, tình ta ta tình ta tình ta, tình ta ta tình ta tình tình ta tình. Chuyện hôn nhân ấy bao thứ mà lo, chuyện hôn nhân ấy ai cũng mong chờ. Ý à duyên nợ tình yêu nhân thế, ý à duyên nợ kết tóc xe tờ. Rằng nhà trai tính tới tính lui, bên kia nhà gái tính ngược tính xuôi, nhưng cả hai chung lòng gã vợ lấy chồng xanh duyên kia trầu cầu.
tan tình 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 tan tan tình tan tình kia đám cưới thật vui, làng trên xóm dưới ra xem đông người, ý à dâu rể vừa đôi xứng lứa, ý à hai họ kết nối thông gia, vợ chồng son hạnh gái chú rể phúc trai, xin chúc cho hai người mến vợ thương chồng sống vui ý à bền lâu. Tình tan tan tình tan tình 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 tan tan tình tan tình tình tang tình tang tình tang tang tình tang tình tình tang tình tình tang tang tình tang tình 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 tang tang tình tang tình tang tình tang tang tình tang tình tình tang tình tang. Bạn đường sống như bạn đời, xin cho nàng như mây trên ngàn, như suối nồng nàn có thương yêu nâng đỡ ủi an, sắt son hiền ngoan. Con quỳ đây dâng Chúa tiếng ca cảm tạ, Chúa cho con người bạn đường sống như bạn đời, xin cho chàng như mây huy hoàng, như sóng ngập tràn bước hiên ngang trên lối trần gian, sống vui trọn đời. Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau luôn thắm tình bạn đầu, cho anh tươi sáng niềm tin, mãi mãi cho em thơm ngát ân tình. Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau. Trong tình yêu Thiên Chúa bao. Vì cung cầu nàng đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Vì cuộc khổ nạn Giêsu Kitô. Lời đừng chi thân là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lời đừng chi thân là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lời đừng chi thân là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ơn sùng Đức Giêsu Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Và ở cùng cha. Anh chị em thân mến, để cử hành nghi lễ này, chúng ta vui mừng sum họp trong nhà Chúa, chung quanh anh Giuse Vũ Minh Hoàng và chị Anna Đinh Hoàng Ngọc trong ngày họ quyết định lập gia đình. Đối với họ, đây là giờ phút quan trọng đặc biệt. Vì vậy, chúng ta hãy lấy lòng yêu mến, nghĩa bạn bè và lời cầu nguyện đượm tình huynh đệ để nâng đỡ họ. Hãy cùng họ lắng nghe lời Chúa nói với chúng ta hôm nay, rồi cùng với Hội Thánh và nhờ Chúa Giêsu Kitô khẩn khoản này xin Chúa Cha, xin Ngài lấy lòng nhân hậu đón nhận, ban phúc lành và làm cho các tôi tớ Chúa đây sắp kết hôn với nhau được mãi mãi nên một. Lạy Chúa, đổ ơn Chúa trên các tôi tớ Chúa đây là anh Giuse và chị Anna, để khi kết hợp với nhau trước bàn thờ Chúa, họ được bền vững trong tình yêu thương nhau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và đời. Người chồng lấy được vợ hiền, số ngày sống như được nhân đôi. Vợ đảm đang làm vui lòng chồng, năm tháng đợi ông cho qua trong bình an. Vợ hiền là vận may cho người biết kính sợ Chúa, cho người chồng hay làm việc nghĩa, dù giàu hay nghèo, cho lòng ông vẫn khoan khoái, nét mặt ông luôn hớn hở. Duyên dáng của người vợ biết trang điểm làm chồng vui vẻ, tài quán xiến của nàng cho ông no đủ. Vợ thông minh và ít nói là quà tặng của Chúa, không gì sánh bằng người có giáo dục và thánh thiện và đoan trang là ân huệ tuyệt vời. Người tiết hạnh thật là vô giá. Mặt trời mọc trên núi của Chúa soi sáng thế gian thế nào, vẻ đẹp của vợ hiền cũng tô điểm ngôi nhà của nàng như thế như vậy. Đó là lời Chúa. Cảm ơn Chúa. Sợ Chúa
sống cao niên thuế trong hạnh phúc tuyệt vời. Con cháu người đông đúc như sao xa, an vui đến muôn ngàn đời. Tuyển chọn những người thánh và được yêu thương, anh em hãy mặc lấy những tâm tình từ bi, nhân hậu, khiêm nhường, ôn hòa, nhẫn nại, chịu đựng lẫn nhau và tha thứ cho nhau. Nếu người này phải có chuyện phải trách cứ người kia, như Chúa đã tha thứ cho anh em cũng hãy tha thứ cho nhau. Trên hết những điều ấy, anh em hãy có đức yêu thương, đó là dây liên kết điều toàn thiện. Nguyện xin bình an của Đức Kitô ngự trị trong lòng anh em. Sự bình an mà anh em được mời gọi đến hưởng trong một thân thể, anh em hãy cảm tạ tri ân. Ước chi lời Đức Kitô ngự trong anh em cách dồi dào, với tất cả sự khôn ngoan, anh em hãy dạy dỗ và chỉ bảo lẫn nhau. Với lòng tri ân, anh em hãy dùng những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca để hát mừng cảm tạ Thiên Chúa trong lòng anh em. Tất cả những gì anh em làm, trong lời nói cũng như trong hành động, tất cả mọi sự, anh em hãy làm vì danh Chúa Giê-xu, nhờ người mà tạ ơn Thiên Chúa Cha. Đó là lời Chúa. Hãy yêu thương nhau như Chúa cùng anh chị em. Và cùng cha. Tin mừng Chúa Giê-xu Ki-tô theo Thánh Ma-thi-ơ. Khi ấy có những người Pha-ri-siêu đến gần Đức Giê-xu và thử người. Họ nói, người ta có được phép rảy vợ mình vì bất cứ lý do nào không? Người đáp lại, các ông chẳng đọc thấy điều này sao? Thuở ban đầu, tạo hóa đã dựng nên con người có nam và có nữ, và Ngài có vợ mình, và cả hai trở nên một thân xác. Như thế, họ không còn là hai, nhưng là một thân xác. Vậy sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly? Đó là lời Chúa. Xin mời hai họ của gia đình cô dâu và chú rể. Chắc có lẽ mọi người đã thấm mệt bởi vì phải thức khuya, mệt vì đường xa, mệt vì phải qua đúng 1000 mét, 1 cây số, về một cái con đường rất là khủng khiếp, phải không? Đáng sợ ha. Đấy, hôn nhân đấy không có đơn giản. Trước mắt chúng con đó, Minh Hoàng và Hoàng Ngọc đó, chúng con thấy đấy, không đơn giản đâu nha. Việc chúng con đến với nhau không có thể nói là dễ dàng đâu. Trước mắt là thấy có những cái khó khăn rồi đấy. Và anh chị em, người ta thường ví cái đời sống hôn nhân, mà nhất là theo những cái nhà tâm lý đó, thì họ chia ra nhiều cái thời kỳ lắm. Trước khi lập gia đình, trước hôn nhân, rồi liền sau khi hôn nhân, và lâu sau khi kết hôn với nhau. Mỗi một cái giai đoạn nó khác nhau nhiều lắm, thưa anh chị em. Với những người mà thích cái màu sắc đó, thì đối với họ, trước khi cái ngày cưới, trước cái ngày thành hôn, thì đối với họ là một cái màu hồng. Màu hồng đẹp lắm. Rồi liền sau khi cưới là một cái màu trắng, nó nhạt nhòa chút rồi. Và lâu sau khi cưới nhau thì nó là một cái màu xám rất là ảm đạm.
đối với những người có cái tầm nhìn về màu á, thì họ nói họ ví cái hôn nhân giống vậy á, màu hồng, màu trắng và màu xanh. Những người mà quan tâm tới thời tiết thì họ ví cái hôn nhân trước khi cưới á là một cái mùa xuân nắng ấm, như là chúng ta bước vào mùa xuân thế này. Rồi liền sau khi cưới đó là cái mùa hè nó oi bức rồi đó. Và lâu sau khi mà cưới nhau rồi đó thì nó là một cái mùa đông rất là lạnh giá. Đấy. Rồi đối với những người nói thì anh nghe đó là trước khi cưới. Còn ngay liền sau khi cưới đó, anh nói thì anh nghe, em nói thì em nghe. Rồi lâu sau khi cưới nhau đó thì cả hai cùng theo cái kiểu âm thanh đó là như vậy. Rồi có những bà bí hôn nhân đó, trước khi cưới đó thì nhìn nhau là cũng đo rồi. Không biết Hoàng với Ngọc đó, ngáo ngán rồi. Rồi lâu sau khi cưới nhau đó thì nhiều khi á, nồi niêu son chảo tự nhiên nó bay ra ngoài sân. Đi làm về mà không thấy đồ ăn nữa. Rồi nếu mà những người họ thích ga lăng á, thì họ ví hôn nhân lại khác nữa, thưa anh chị em. Những người mà thích ga lăng đó thì trước khi cưới á thì cái dù á, cầm cái dù á che nghiêng bên người nữ. Trước khi cưới á mình sẵn sàng chịu nắng và chịu mưa nghiêng. Rồi khi cưới nhau rồi á thì cái dù nó đứng thẳng. Rồi cưới nhau mà lâu dài rồi á thì cái dù đó. Như vậy thì thưa anh chị em, qua những cái ví von như vậy thì chúng ta thấy rằng cái tình yêu hôn nhân dường như nó mỗi ngày nó có cái chiều hướng đi xuống, nó tuột dốc và lâu dài đấy. Nó có cái chiều hướng đi xuống. Và chính vì thế mà trong đời sống hôn nhân Kitô giáo, anh chị em chúng ta biết về luật của Chúa, chúng ta biết cái giá trị căn bản và cái luật của hôn nhân nó như thế nào. Khi chúng con học giáo lý hôn nhân thì chúng con đã biết đối với giáo hội chúng ta, cái luật hôn nhân là đơn hôn và vĩnh hôn. Đơn hôn là một vợ một chồng, vĩnh hôn là vợ chồng ăn ở nhau cả đời. Nhiều khi những người lương ở bên ngoài họ thích những người Công giáo, bởi vì cưới vợ cưới chồng cho liên hệ với Công giáo thì họ thủy chung với nhau. Ấy, họ thủy chung một vợ một chồng, họ không có giàu đổi bạn sang đổi vợ. Và đấy là cái điều mà con người hôm nay ai trong chúng ta cũng muốn hết. Anh chị em những người ở đây nè, có ai muốn vợ mình hay là chồng mình lén phén với một người nào không? Chết à, nguy hiểm lắm á, đùa với lửa đó. Chúng ta ước mong một cái điều là đơn hôn và vĩnh hôn, một vợ một. Thì chắc có lẽ tôi mời gọi anh chị em chúng ta hãy trở về với lời Chúa hôm nay. Để có cái tình yêu trong gia đình, để có cái hạnh phúc lâu dài, bền lâu trong cái gia đình của anh chị em, thì mỗi người ở trong gia đình, người vợ và người chồng phải cùng nhau để mà xây dựng cái hạnh phúc, chứ không phải là một người nào. Ở đây anh chị em thấy sách Huấn Ca nói với mỗi người chúng ta về cái cách để chúng ta xây dựng hạnh phúc gia đình lâu bền. Cái người vợ hiền là vận may ấy, cưới người vợ hiền là cái vận may. Rồi cái người vợ hiền đó, giàu sống ở trong một cái hoàn cảnh mà nghèo đi nữa, thì cái lòng của người chồng hay là cái gia đình nó cũng khoan khoái, và cái người chồng lúc nào cũng hớn hở vui mừng bởi vì vợ tôi hiền lắm. Rồi tiếp theo, cái người vợ phải là cái người vợ duyên dáng. Duyên dáng ở đây không phải là duyên dáng ở bên ngoài đâu, mà cái duyên dáng từ cái nét đẹp ở bên ngoài, biết trang điểm cái gia đình. Và cái người vợ thông minh và ít nói là cái quà tặng do cái miệng mà ra đó. Thật sự thế đó chị em. Cưới nhau lâu dài rồi á, hai người nói cho là nghe, và nói những lời rất khó nghe, và nhiều khi nói những lời tổn thương nhau rất là lớn.
Và chính cái sự tổn thương đó, có thể nói là sau này khi tôi gặp những cái gia đình đổ vỡ hỏi, thưa cha, con không thể nào tha thứ cho những sự xúc phạm của chồng con hay là vợ con đối với con trong cái thời gian đó. Vì cái lúc nóng giận thôi, thưa anh chị em. Vì cái người chồng thì có rượu rô rồi về nói với vợ một câu rất nặng và đến nỗi làm tổn thương cái người vợ của mình. Cho nên hai đứa chúng con phải cố gắng tránh đi cái điều đó, bớt nói và nói trong cái lúc nào. Hãy coi coi cái lúc chồng mình, cái bối cảnh gia đình mình ở trong cái tình trạng nào thì chúng ta nên nói những cái gì. Chứ nhiều khi chúng con đang lúc căng thẳng mà chúng con quyết định chúng con nói lên một cái điều gì đó thì rất là nguy hiểm. Rồi cũng vậy, sách cuốn ca dạy cho những cái đôi hôn nhân là vợ thánh thiện và đoan trang là cái ân huệ tuyệt vời, người tiết hạnh thì thật là vô giá. Nhiều khi chúng con không giàu như người ta, nhưng mà cái giá trị ở trong gia đình của chúng con giàu vì chúng con là những người biết sống tiết hạnh, biết trở thành những cái con người đạo đức. Đó. Như vậy thì giàu cái cuộc sống ở bên ngoài, giàu cái hôn nhân nó khó khăn như thế nào đi nữa, thì nếu như cái người vợ mà biết giữ cho mình cái sự hiền hòa, cái sự đảm đang, rồi cái người vợ biết làm sao cho cái gia đình của mình, bản thân của mình phải có. Rồi cũng thế, trong sách bài đọc thứ hai hôm nay cũng dạy cho những cái đôi hôn nhân và dạy cho cách chung cho anh chị em chúng ta cái cách để giữ gìn cái hạnh phúc. Đó là mỗi người hãy mặc cho mình cái tâm tình, cái tâm tình từ bi nhân hậu, khiêm tốn, ôn hòa, nhẫn nại, chịu đựng lẫn nhau và tha thứ cho nhau. Anh chị em thấy những cái tâm tình đó nó rất là cần thiết trong cái đời sống của anh chị em ở trong gia đình. Những cái tâm tình ví dụ như là tha thứ cho nhau nè, chịu đựng lẫn nhau nè, đó, rồi nhân hậu từ bi nè, những cái điều đó nó rất là cần thiết ở trong gia đình. Nhiều khi người vợ người chồng có những cái sơ suất này sơ suất nọ thì hai vợ chồng biết tha thứ cho nhau thì rất là tốt, và chính vì nhờ cái sự tha thứ đó mà họ đón nhận nhau trong suốt cuộc đời của mình. Và cha có thể nói với chúng con rằng chúng con thật sự có duyên với nhau đấy. Một người ở miền Nam, một người ở miền Bắc, hai phương trời xa lạ, nhiều khi cũng khác nhau về cái văn hóa, về cái ngôn ngữ, về cái lối sống, nó khác nhau nhiều lắm. Rồi vậy thì bây giờ làm sao chúng con có thể quen nhau và quyết định lập gia đình với nhau, ăn đời bước kiếp với nhau? Hôm rồi họ hỏi chúng con sao vậy? Nhờ ba con bị tai nạn á, rồi chúng con mới biết nhau. Nhờ con bị, ba con bị té xe cho nên là con nghỉ làm. Rồi lúc mà ba con hết bệnh rồi con thất nghiệp, cho nên con vô con làm gần cái chỗ bạn của con, rồi chúng con quen nhau. Như vậy thì cái duyên của chúng con nhờ tai nạn của ba con. Và hôm nay ba con trả ơn cho chúng con bằng cách là lễ ông khối của con, ba con hát đốc ca. Thường ba con hát đi gốm lắm mà nay hát con không có sai là được rồi. Mừng lắm rồi. Đấy, trả nợ cho con rồi đó. Mà thưa anh chị em và chúng con rất quý mến, nếu như chúng con đã có duyên với nhau thì chúng con hãy nhớ cái ngày hôm nay. Chỉ nhớ cái ngày hôm nay là cái ngày mà chúng con sẽ nói lên cái quyết tâm: tôi nhận anh làm vợ, và nhận chị làm vợ và hứa sẽ giữ lòng chung thủy. Con nhớ chữ chung thủy nha, với nhau. Khi nào? Khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em mỗi ngày. Mỗi ngày nha con, suốt cả cuộc đời của tôi. Và cái người vợ cũng nói lên cái quyết tâm đó. Cho nên chút nữa chúng con hãy cố gắng nhìn thẳng vào mặt nhau và nói lên cái điều đó. Và khi chúng con nhìn thẳng vào mặt nhau, chúng con nói rồi đó, thì sau này, sau khi cưới hay là lâu sau khi cưới đó, nó có xảy ra chuyện gì như nãy cha nói chúng con đó, thì anh ơi hay em ơi, nhớ cái ngày mà chúng ta ở trong cái mái nhà thờ lá này, chúng ta đã nhìn thẳng vào mặt nhau và chúng ta đã nói cái lời gì. Còn chỉ nói cái lời đó thôi, nhắc lại cái sự kiện ngày hôm nay thôi,
thì cha tin chắc rằng chúng con sẽ có cái cách cư xử nó khác với cái lúc đó. Đây là cái ngôi nhà thờ lá đầu tiên mà chúng con chính thức trở nên vợ nên chồng trước mặt Chúa và Hội Thánh. Cha cùng với cha mẹ chúng con, gia đình hai bên khai trương cái đám cưới của chúng con tại ngôi thánh đường lá này. Chắc chắn dầu chúng con ở trong cái ngôi thánh đường bé nhỏ ọt ẹp bằng lá như thế này, nhưng chắc chắn có sự hiện diện của Chúa và chính ơn của Chúa sẽ tuôn đổ xuống. Anh chị em thân mến, các con thân mến, các con đưa nhau tới nhà thờ để ý muốn kết hôn của các con được Chúa củng cố bằng một dấu linh thánh trước mặt thừa tác viên của Hội Thánh. Đức Giêsu đã dang rộng vòng tay ban phúc lành cho tình yêu phu phụ của các con, dùng bí tích đặc biệt mà làm cho các con nên phong phú và vững mạnh, để các con mãi thủy chung với nhau và đảm nhận những trách nhiệm khác của hôn nhân như chính người đã dùng bí tích thánh tẩy mà thánh hiến các con. Bởi vậy trước mặt Hội Thánh, cha hỏi ý định của các con. Giuse và Anna, các con đến đây để kết hôn với nhau, các con có bị ép buộc không? Không. Các con có hoàn toàn tự ý và tự do không? Không có. Khi đã chọn đời sống hôn nhân, các con có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không? Chưa có. Các con có sẵn sàng yêu thương và đón nhận con cái Chúa sẽ ban và giáo dục chúng theo luật Chúa Kitô và Hội Thánh không? Chưa có. Vậy bởi vì các con đã quyết định thiết lập giao ước hôn nhân thánh thiện, các con hãy nắm tay nhau và nói lên sự ưng thuận của các con trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh. Nhau và chúng con trả lời những gì mà cha hỏi chúng con nha. Giuse, con có nhận chị Anna làm vợ của con và hứa giữ lòng chung thủy với chị Anna khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng chị Anna mỗi ngày suốt đời không? Suốt đời của con không? Thưa có. Anna, con có nhận anh Giuse này làm chồng của con và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh Giuse khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng anh Giuse này mỗi ngày suốt đời con không? Dạ thưa có. Thiên Chúa tỏ lòng nhân hậu, chứng y sự ân thuận của các con vừa trao cho nhau trước mặt Hội Thánh, và xin Chúa tuôn đổ phúc lành của Người xuống trên các con. Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly. Nào ta chúc tụng Chúa. Ta ơn Chúa. Ban phúc lành cho những chiếc nhẫn cưới này mà các con sắp trao cho nhau làm biểu hiện tình yêu và lòng chung thủy. Amen. Em Anna xin nhận chiếc nhẫn này làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy của anh, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Anh Giuse xin nhận chiếc nhẫn này làm thánh chỉ cho tình yêu và lòng chung thủy của em, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Giờ đây chúng con đã chính thức trở nên vợ nên chồng của nhau trước mặt Chúa và Hội Thánh. Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly. Đó là điều mà chúng con cần ghi nhớ, và như những gì mà cha gợi ý cho chúng con, hãy cố gắng ghi nhớ những gì mà hôm nay chúng con đã thề hứa với nhau. Cộng đoàn Kitô hữu của chúng ta vui mừng về một cái đôi hôn nhân mới.
cái gia đình mới. Và chúng ta cũng mừng trong cái ngày vui của con cái của mình, cũng như là của một cái thành viên ở trong giáo xứ. Cho nên xin anh chị em chúng ta cùng vỗ một tràng vỗ tay để là chính đang phải đào và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa đã muốn nâng con người được tạo thành do ân sủng lòng từ bi, lòng từ ai Chúa, lên địa vị cao sang giường ấy, để Chúa lưu lại hình ảnh chân thực của tình yêu Chúa nơi đời sống chung của con người nam và nữ. Chúa đã tạo dựng con người bằng tình yêu, Chúa cũng không ngừng kêu gọi họ sống luật tình yêu, để được Chúa cho thông phần tình yêu vĩnh cửu của Chúa. Chính mầu nhiệm hôn nhân thánh thiện của họ, khi họ trở thành dấu chỉ tình yêu của Chúa, sẽ thanh hiến tình yêu nhân loại. Nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, nhờ Người cùng với toàn thể thiên thần vàng. Chúa là Thiên Chúa tam cao vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoàn hồn Chúa trên các tầng trời, hoàn hồn Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con này xin Chúa dùng ơn thánh phần Chúa thanh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình vào mẫu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chiêu cố hình người, cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói:
tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nô vì các con. Lạy Chúa, là Chúa cha con, lạy Chúa con tin con mà lạy Chúa. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Lạy Chúa, là Chúa trời con, lạy Chúa con tin con mà lạy Chúa. Đây là mầu nhiệm đức tin. Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cần trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết này xin Chúa cho chúng con khi tông phần mình vào mẫu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiên toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giám Mục Phêrô chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa nhớ đến anh Giuse và chị Anna mà Chúa đã dẫn đưa họ tới ngày thành hôn. Nhờ ơn Chúa, xin cho hai anh chị này được bền vững trong tình yêu thương nhau và được sống bình an. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con là linh hồn Teresa và các đẳng linh hồn đang sống trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin chế thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Khải chương trình tình yêu thương của Chúa, Chúa đã muốn dùng tình yêu giữa vợ chồng mà diễn tả giao ước đã đói thương ký kết với dân Chúa, để khi ý nghĩa của bí tích được thực hiện đầy đủ thì mầu nhiệm kết hôn giữa Đức Kitô và Hội Thánh được bày tỏ trong đời sống hôn nhân của các tín hữu. Chúng con này xin Chúa đói thương giơ tay trên các tôi tớ Chúa, đây là anh Giuse và chị Anna, và tuôn đổ xuống trên tâm hồn họ sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin cho hai anh chị biết trao đổi cho nhau những ân ban của tình yêu Chúa, trong khi hai anh chị cùng nhau chung sống bí tích họ vừa cử hành, và khi bày tỏ cho nhau dấu chỉ sự hiện diện của Chúa, anh chị trở nên ý hợp tâm đầu.
Lạy Chúa, xin cho hai anh chị biết làm việc để nuôi sống gia đình của họ vừa gầy dựng, biết giáo dục con cái theo tinh thần Phúc Âm, hầu chuẩn bị cho chúng được nhận vào gia đình của Chúa trên trời. Xin Chúa đối thương ban tràn đầy phúc lành trên nữ tỳ của Chúa là chị Anna, để khi chu toàn nghĩa vụ làm vợ, nàng biết dùng tình yêu trong sạch mà sưởi ấm gia đình, biết sống duyên dáng lịch thiệp mà làm đẹp gia phong. Lạy Chúa, xin cũng dùng phúc lành bởi trời mà chăm sóc tôi tớ Chúa đây là anh Du Xe, để anh biết chu toàn cách xứng đáng nhiệm vụ làm chồng thủy chung. Lạy Cha Chí Thánh, xin cho hai người được kết hôn với nhau trước mặt Cha, đang ao ước tiến lên bàn tiệc của Cha. Ngày kia được hân hoan dự tiệc thiên quốc, chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Lạy Thiên Chúa toàn năng, chúng con lại xin Chúa cho sức mạnh và xin cho mọi người chúng con được hưởng hiệu quả của hiến lễ chúng con vừa tiến dâng.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa là Cha hằng gìn giữ các con hòa thuận thương yêu nhau, để bình an của Đức Giêsu Kitô ở cùng các con và mãi mãi lưu lại trong nhà các con. Amen. Xin cho các con được hưởng phúc lành nơi con cái, được bạn bè nâng đỡ và thực sự hòa hợp với mọi người. Amen. Xin cho các con nên chứng nhân của tình yêu Thiên Chúa nơi trần gian, để những người đau khổ nghèo khổ nhìn thấy các con nhân hậu ngày kia biết ơn mà đón tiếp các con vào lâu đài vĩnh cửu của Chúa. Và xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Sau thánh lễ chúng con dâng cây hoa và hướng trước Đức Mẹ về dâng cuộc đời và gia đình mới chúng con cho Chúa và Đức Mẹ. Một lần nữa xin chào bà con hai họ, nhất là những người ở phương xa lặn lội tới đây, biết cái sự vất vả của anh chị em. Và tôi cũng xin Chúa ban phúc lành cho tất cả ông bà và anh chị em bên đàn gái, những người lương dân. Cũng cảm ơn bên đàn trai, cảm ơn chúng con bởi vì ngày kết hôn của chúng con mà cha gặp lại toàn là những người cố nhân của cha không, những người quen. Một thời cha ở Ba Dòng, hôm nay được gặp lại trong cái niềm vui, và nhất là trong cái niềm vui ngày cưới của chúng con. Xin Thiên Chúa ban phúc lành cho tất cả. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an. Trong cơn gian nan thiếu thốn nước nợ đồng xin niệm bình sang lan hạ
hằng chữa chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Lạy rất thân trái tim Đức Chúa Giêsu, xin thương xót chúng con. Lạy trái tim cực thanh cực tình rất thanh được bà Maria cầu cho chúng con. Lạy ông thánh Giuse là ban thánh sạch được bà Maria trong đời đồng chính, xin cầu cho chúng con. Lạy các thánh tử đạo Việt Nam cầu cho chúng con. Chúng con kể gì xem thấy mà Đức Chúa Trời sáng lan vui vẻ vô cùng. Amen. Mời đi chị với anh. Anh chị đâu, Thu Gia đâu, ngồi mỗi người bên cho tôi coi cái này. Thu Gia là nhìn quen rồi nha. Thiếu người này. Dạ bên cháu bố rồi nè chị. Dạ hả? Rồi chị dạ. Ơi láo. Rồi đây bây giờ về phải tiếp khách rồi phải không? Dạ. Tải luôn á hả? Dạ. Cho tiện ha. Rồi sao rồi chiều tụi con mới đãi riêng nha. Hay là đãi hết luôn thôi. Chắc có lẽ là nhỏ này hai tụi nó ở chung với gia đình phải không? Thương tạo học cho nó nha. Nhưng giống như ông này, ông cũng dùng. Ông đẻ con gái được thì chắc có dâu rồi. Thương như gái thôi, chứ không có dâu gì đâu nha. Rồi thì cũng hãy an tâm, gia đình tin tưởng nhau. Rồi dạy dỗ nó thêm, chia sẻ cho nó thêm về cái kinh nghiệm trong đời sống công dân như thế nào để cho người ta hạnh phúc. Tụi con nhớ nghe lời ba mẹ dạy nha. Bởi vì đây là những người đã có kinh nghiệm trong đời sống công dân, những người đi trước chỉ dạy cho chúng con, thì chúng con phải nỗ lực cố gắng hết sức nha. Thôi thăm gia đình hai bên, chú cũng làm cho mọi người rồi. Xin thay mặt gia đình hai bên cảm ơn cha. Ừ, xin cha và quý vị chúng con cảm ơn mọi người. Rồi đưa cha đang ngồi đây luôn nè. Rồi đứng đây đi. Ngoài nhìn đi, ngoài đây tươi hết lắm nè. Ok chưa? Ngoài nhìn đây cái ngoài. Ở đây đây, chị vô đây đi chị, chị đứng ở đây đi. Ừ, đúng rồi. Rồi, rồi có đủ gia đình. Rồi, chị vô. Ngoài nhìn đây có hết nha. Rồi. Rồi, chào mọi người nha, chút xíu gặp lại. Dạ. Không mời cha. Tân. Bây giờ có cái này nè. Dạ, anh Vinh. Ừ. Mười năm mới gặp lại nha. Đứng chung cha, cùng chung lớp ba luôn. Rồi, ok. Chúc gì? Thôi, gió 30 nè. Ừ. À, gió 30 chứ. Đứng cho trở. Bye bye con. Và hôm nay là cái phần lễ ở nhà thờ chúng ta đã được tổ chức rất là long trọng.
bây giờ về đến đây là phần lễ để đền đáp lời công ơn đó là của ông bà và tổ tiên. Chúng ta kính nhớ ông bà tổ tiên đã dẫn dắt đôi trẻ hôm nay trở về đây thành một đó là gia đình mới. Thì là chúng tôi xin mời tất cả những ai trong cộng đồng chúng ta biết tên lời cầu nguyện, chúng ta cùng đứng lên cầu nguyện cho đôi tân hôn mới là một thành viên Chúa đã chọn và kết hợp, sự dự Thiên Chúa đã kết hợp là người không được phân ly. Và chúng ta cùng quay lên bàn thờ. Xin lấy lời tiên hồn con mang xuống cho con hồng ân trang chứa trao rồi cho đấng ngôi thánh đường. Nguyện xin Chúa Maria đời ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phước lạ hơn mọi người nữ, Ngài Giêsu con lòng bà luôn phước lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Chúng con cậy vì danh Chúa xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. Chúng con cảm tạ ơn Thiên Chúa đã tạo cho gia đình chúng con thêm một gia đình mới. Chúng con xin dâng lời cầu nguyện, xin Chúa nhầm lời chúng con lên Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Yêu lâu rồi bây trừ mới được nên duyên, đã bao trắng tròn bây trừ nên nghĩa vợ chồng. Quả câu lá trâu tựa ta gắn bó dài lâu, cảm ơn hai họ giúp ta dẫn lối bắc cầu. Em đẹp như trăng, ánh trăng tròn chiếu mãi đời anh. Chỉ như thế thôi. Ta cầm tay nhau hứa yêu trọn đến mãi đời sau. Mong tình đậm sâu con đàn trao đông yêu vui gia đạo nhà. Vui chúc cho hai họ dấu hiền rẽ cùng ven toàn. Hát vang chúc mừng mừng cho đôi lứa ngày vui, từng lời đã trao hãy chúng tôi đến đây là hết. Dạ, mời phụ nữ và gái
thương hiệu vui với gia đình. Chưa chưa ngồi đi cô, ngồi đi cô, ngồi xuống đây trước rồi quay đi. Cầm tấm giấy là áo mới được. Tôi đang nói cái tôi ra tôi ngồi với ông. Tôi có thầy mặt thầy cảm ơn mời anh tiếp tôi nha, bữa nay chắc tôi đuối dữ lắm đó. Có gì không đấy? Có. Con ơi ra đây mà xem đám cưới chúng tôi rất tưng bừng, bên đàn trai và bên đàn gái, ôi thiệt là quá xa đông vui. Bà con ơi ra đây mà xem đám cưới chúng tôi đông quá trời, đây cô dâu còn kia chú rể, hai họ cùng chúc mừng nâng ly. Đám cưới cô dâu thật là đẹp, xinh như hoa là bà xã tôi, đầy những vàng trao nàng đến nước, nguyện cầu ta hạnh phúc bên lâu. Đám cưới chú rể thật hiền lành, không ai bằng được ông xã tôi, đầy những vàng trao chàng đến ước, mong ngày mai con đàn trâu đông vui thật vui. Bà con ơi ra đây mà xem đám cưới chúng tôi rất tưng bừng, bên đàn trai và bên đàn gái, ôi thiệt là quá xa đông vui. Bà con ơi ra đây mà xem đám cưới chúng tôi đông quá trời, đây cô dâu còn kia chú rể, hai họ cùng chúc mừng nâng ly. Đám cưới cô dâu thật là đẹp, xinh như hoa là bà xã tôi, đầy những vàng trao nàng đính ước, nguyện cầu ta hạnh phúc bên lâu. Đám cưới chú rể thật hiền lành, không ai bằng được ông xã tôi, đầy những vàng trao chàng đính ước, mong ngày mai con đàn trâu đông vui thật vui. Con ơi ra đây mà xem đám cưới chúng tôi rất tưng bừng, bên đàn trai và bên đàn gái, ôi thiệt là quá xa đông vui. Bà con ơi ra đây mà xem đám cưới chúng tôi đông quá trời, đây cô dâu còn kia chú rể, hai họ cùng chúc mừng nâng ly. Đám cưới cô dâu thật là đẹp, xinh như hoa là bà xã tôi, đầy những vàng trao nàng đến nước, nguyện cầu ta hạnh phúc bên lâu. Đám cưới chú rể thật hiền lành, không ai bằng được ông xã tôi, đầy những vàng trao chàng đính ước, mong ngày mai con đàn trâu đông vui thiệt vui. Đám cưới cô dâu thật là đẹp, xinh như hoa là bà xã tôi, đầy những vàng trao nàng đính ước, nguyện cầu ta hạnh phúc bên lâu.
trắng xanh vàng tím, đẹp làm sao bướm bay chập chờn. Đàn chim non véo von ngọn tre, khăn màu son áo màu vàng. Ơi bà con đến xem mùa cưới, chân hài cong tay dù hồng, lâu thật lâu mới thấy được một ngày vui. Ô sáng hôm nay quê tôi ra xem, cô dâu con y chang mỹ miều. Cô dâu non non dung nhan mặn mà, chà nhà ai có ông rể quý, chà nhà ai có cô dâu hiền. Ồ ngộ thay có con lợn quay, xôi đầy mâm bao đầy buồng. Đấy nguồn vui hiếm hoi ngày cưới, trông thật hay trông buồn cười, ra mà xem mới thấy được cả niềm vui. Anh ơi người tình tôi ơi, anh ơi xem người ta họ cưới nhau rồi. Em ơi người tình tôi ơi, em ơi chuyện chúng mình đã tính sao chưa. Anh ơi người tình tôi ơi, anh ơi xem người ta họ cưới nhau rồi. Em ơi người tình tôi ơi, em ơi chuyện chúng mình cũng tính đi thôi. Trắng xanh vàng tím, đẹp làm sao bướm bay chập chờn. Đàn chim non véo von ngọn tre, khăn màu son nền áo màu vàng. Ơi bà con đến xem mùa cưới, chân hài cong nền tay dù hồng, lâu thật lâu mới thấy được một ngày vui. Sáng hôm nay quê tôi ra xem, cô dâu con y chang mỹ miều. Cô dâu non non dung nhan mặn mà, chà nhà ai có ông rể quý, chà nhà ai có cô dâu hiền. Ồ ngộ thay có con lợn quay, xôi đầy mâm này bao đầy buồng. Đây nguồn vui hiếm hoi mùa cưới, trông thật hay trông buồn cười, ra mà xem mới thấy được cả niềm vui. Anh ơi người tình tôi ơi, anh ơi xem người ta họ cưới nhau rồi. Em ơi người tình tôi ơi, em ơi chuyện chúng mình đã tính sao chưa. Anh ơi người tình tôi ơi, anh ơi xem người ta họ cưới nhau rồi. Em ơi người tình tôi ơi, em ơi chuyện chúng mình cũng tính đi thôi. Em ơi chuyện chúng mình.
vào xuân chưa anh sao chim én bay đầy trời. Ngày vào xuân xuân sao hoa mai nở vàng nơi đây. Ngày vào xuân xuân sao ôi đất trời thay màu áo mới. Trên lối quê mỡ hồi hoa vàng hồi đình làng chiến trắng rền vang. Ngày vào xuân thanh thang xuân sao gửi nhau lời chào. Chào mùa xuân năm nay vui hơn những mùa xuân. Sẽ có người cao chào hỏi cưới. Đâu có ai ngó lời yêu mình mà em bảo lễ cưới lễ sinh. Em ơi đừng lo dù anh chưa nói một lời. Anh đã yêu rồi yêu em. Yêu em yêu em yêu nhất đời. Em ơi lòng anh đâu giấu riêng gì. Thương em từ lâu lắm rồi. Thằng cụ tí anh với em sẽ về bên nội về bên ngoài đón Tết xuân xa. Vào xuân xuân sao hoa mai nở vàng nơi đây. Ngày vào xuân xuân sao ôi đất trời thay màu áo mới. Trên lối quê mỡ hồi hoa vàng hồi đình làng chim trắng rền vang. Ngày vào xuân thanh thang xuân sao gửi nhau lời chào. Chào mùa xuân năm nay vui hơn những mùa xuân qua. Chào mừng em năm nay sẽ có người cao chào hỏi cưới. Đâu có ngó lời yêu mình mà em bảo lễ cưới lễ sinh. Em ơi đừng lo dù anh chưa nói một lời. Anh đã yêu rồi yêu em. Yêu em yêu em yêu nhất đời. Em ơi lòng anh đâu giấu riêng gì. Thương em từ lâu lắm rồi. Anh không ngó lời em đâu dám. Thằng cụ tí anh với em sẽ về bên nội về bên ngoài đón Tết xuân xa. Để mùa xuân sang năm hai đứa mình có thằng cụ tí anh với em sẽ về bên nội về bên ngoài đón Tết xuân xa. Quá có ai bằng ta cướp leo lý tưởng.
tình mình không chắc sẽ mua hạnh phúc bằng tiền, vì tiền chưa chắc đã cho cuộc sống như tiền. Tuy nghèo hai đứa mà chỉ bấy nhiêu thôi, ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một tủ lều tình, đời mình đẹp mãi có em và anh, đời mình đẹp mãi với tủ lều tranh. Cuộc sống vẫn thật.